Mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha thì hôm nay mình lại có thêm một cái số sản phẩm lo rơi để giới thiệu với anh em mình nha thì đầu tiên mình có một cặp lo bass 20 của Mỹ nha, mọi người ha kế bên đây là một cặp lo dê tông 25 nè cặp Dio 25 luôn này ha và cặp dê tông ba mấy á nó thì một tí mình sẽ quay chi tiết cho anh em mình xem và ở đây mình có hai bộ phân tầng ha và một cặp lo trả lời của Sony thì um, bây giờ thì đầu clip trước khi mà mình uh, đi vào chi tiết để giới thiệu với anh em mình vào báo giá thì mình xin bày tỏ với anh em mình chụp một chút xíu ha thì mình đăng hàng lên mình bán thì cũng có anh em mình điện hỏi ha hỏi mình hàng sao mà thấy đẹp quá vậy phải là hàng xịn hay là hàng nhái ha thì mình xin thưa tất cả hàng mình bán là hàng xịn như mười ha thì trên màn ảnh của anh em mình đang xem nè thì anh em mình nhìn rất là đẹp đúng không nó lo sáng giới luôn đúng không rất là đẹp Tại vì đơn giản thôi mọi người, hàng mình lúc mình nhập vào á thì mình chia cái giá nó hơi cao xíu để mà mình tuyển lựa hàng đẹp á thì anh em mình cũng biết rồi ha. Ví dụ như là có hai hai ba cặp về đi ha, mình sẽ tuyển lựa ví dụ như được một cặp đẹp thì mình sẽ lấy một cặp ha. Nếu mà được hai cặp thì mình sẽ lấy hai cặp, còn lo xấu mình sẽ bỏ lại. Thì cũng đồng nghĩa là mình sẽ trả một cái giá cao hơn, mình lấy vừa lo đẹp và vừa lo xấu ha. Thì đơn giản vậy cho nên mình hiểu, còn những cái lo như thế này toàn bộ đều là lo xịn hết nha chứ không phải là lo nhái gì đâu. Anh em mình nhìn hàng là cũng biết hết rồi. Đó thì anh em nào mà mình mới chơi, chưa có à, quen với những cái hàng bãi á thì anh em mình có thể à, theo dõi kênh ha. Thì anh em mình dần dần sẽ biết những cái hàng của mình nó đẹp và nó chất lượng như thế nào thôi. Đến khi nào đó anh em mình thật sự có à, nhu cầu về những cái sản phẩm lo rời để về lắp ráp hoặc là thay mới gì đó thì liên hệ với mình nha nói chung hàng mình thì mình không dám nói là đẹp nhất nhưng mà mình sẽ cố gắng mình tuyển lựa những cái hàng đẹp để về đăng lên và giới thiệu ha thì mình sẽ có giá đầy đủ trong clip để anh em mình tham khảo và toàn bộ đều là hàng xịn cho anh em mình chơi rồi đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em mình biết là cái cặp lo trợ lời sony đầu tiên ha thì cặp loa trả lời Sony đầu tiên này thì mình sẽ bán giá 500 ngàn người ha Giá 500 ngàn thì bình thường giá nó sẽ không phải là cái giá này đâu Mà giá của nó sẽ cao hơn ha Thì cặp Sony này nó có mã là SS ha SR15 Đó Thì trở kháng là 8 ôm ha Trở kháng 8 ôm công suất là 70W nha Đó đây Ha Đó đây chính là phần trạm loa thì vì lý do cái giá nó rẻ hơn á là tại cái thùng cái này nó không được đẹp mọi người và mình vận chuyển về á thì nguyên một thùng hàng rất là lớn mọi người ha thì cái cái, cái thùng này nó đã bị cấn mọi người tại nguyên một thùng hàng mấy chục ký lần á rất là nhiều lo nằm trong đó ha thì mình bị xui thôi thì chỉ bị có một cái này là nó bị nó bị bể cái miếng này nè và mình đã dán lại nha nói chung là hoạt động bình thường ha hoạt động bình thường không có ảnh hưởng tới chất âm nha chỉ có thùng là điều cái thùng nó bị bể như thế này nó ha thì giá cặp sony này mình để cho nên mình giả là 500 trăm ngàn anh em nào mà không quá quan trọng về hình thức á hoặc là về anh em mình có thể để mà không cần hình thức hoặc là anh em mình về có thể đóng lại cái thùng gỗ cũng được ha đóng lại cái thùng gỗ cũng được thì tùy anh em mình thôi thì chị bị một cái bên kia thôi nha cái chị bể một cái đường đó và mình đã dán lại rồi rất là chắc chắn nha thì cặp này thì mình sẽ bán cho anh em mình giá là 500 trăm ngàn nói chung là giá này là mình lỗ nha tại vì vận chuyển về nó bị như vậy rồi thì anh em mình xem ưng thì liên hệ nha nói chung mặt tiền rất là đẹp nha lưới của nó nè chiếu chiếu rất là đẹp luôn gặp lo trả lời sony đầu tiên giá 500.000 anh em mình không quá quan trọng về hình thức thì liên hệ với mình hoặc là anh em mình về lên thùng á thì à, tuyệt vời luôn ha rồi xong thì phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu với anh em mình là hai cái bộ phân tầng trước cái đi ha thì ở đây mình có hai bộ mọi người hai bộ thì cấu hình nó giống nhau nha hai bộ này là hai bộ giống nhau thì à, mình mới vừa lừa được hai bộ tuyệt đẹp luôn đó thì hàng bãi này mình nhìn cái phát là biết liền luôn ha nó hàng là phải chuẩn là phải đẹp như thế này nọ ha thì anh em mình mới ưng được ha nó thì anh em mình mới xuống tiền mua được còn nếu mà hàng không được đẹp á thì mình nghĩ anh em mình cũng không có thích lắm đâu đó ha cho nên là mình sẽ cố gắng mình sưu tầm thật là nhiều hàng đẹp để cung cấp cho anh em mình chơi nè ha anh em mình nhìn nè phân tầng bãi nhật sản xuất bao nhiêu năm rồi nhưng mà nó vẫn còn đẹp như thế này thì tại vì mình tuyển lựa đó nha mọi người ha mình tuyển lựa hàng đẹp đó đó anh em mình xem ha nói chân linh kiện đâu là sáng giới luôn và linh kiện thì nói nằm chồng chất lên nhau ha nó linh kiện nằm rất là nhiều nó ha một dãy hai ba con đâu không à nó đây ha nó và con tụ to nè con tụ to rất là to luôn nó ha nó đây linh kiện rất là nhiều nha mình sôi vô bên trong á thì anh em mình nhìn rất là nhiều luôn đó thì anh em mình nhìn ở trên nhìn xuống thấy đơn giản vậy thôi chứ anh em mình nhìn kỹ đi linh kiện nó nằm coi kìa anh em mình thấy không nó ha rất là nhiều đây thì ở phía dưới này thì nó chỉ có một cái miếng ấy thôi thì ở đây nó có hai cái cọc nè thì cái cọc này là cái tín hiệu của âm đi đi vào nha anh em nào mà ở nhà không có mẫu hàng á, khi lấy á, mà muốn mình hàng cho một đoạn dây về để mà anh em mình đấu nối luôn thì nói giùm mình nha mình sẽ hàng cho cho anh em mình đoạn dây nữa ha thì cái cọc lo của nó là nằm đây nè nó thì dưới này nó có hai cái cọc này ha mình có ghi cộng trừ là tín hiệu của âm ly đi vào đó ha còn ngoài này thì nó sẽ có hai cái vi tinh chỉnh ha mỗi một mạch nó sẽ có cái vi tinh chỉnh cho lo trung nè ha và lo chép thì linh kiện của nó nè anh em mình nhìn này ha sáng dưới vàng ôm luôn nó không có bị hen rỉ nha rất là đẹp đây ha thì ở đây mình có hai bộ ha mỗi một bộ thì nó sẽ bao gồm bao nhiêu đây nè một đống dây luôn ha dây rất là nhiều nè toàn là dây xịn thôi và hai cái bo phân tầng và bốn cái chí cáp chỉnh cho dây chung và dây chép nha nói chung thì hàng đẹp như nhau hai bo thì đẹp như nhau luôn ha nó anh em mình kêu lựa hàng đẹp thì mình cũng không biết lựa bộ nào luôn nói chung là hai bộ đẹp len can ha hình thức thì tuyệt vời nó ha nó tuyệt đẹp thì cái bộ này cũng dạng khá là cổ mọi người người ta làm trên một cái miếng gỗ này ha nó chưa có cái vị mạch kia nó ha thì giá một bộ là một uh, triệu tám uh, người ha giá một bộ là một triệu tám nha ở đây mình có hai bộ nè như thế này là một bộ này ha nó bốn con chiếc áp và hai bị phân tầng và một đống dây như thế này nè nó toàn bộ dây dắt là mình đã giữ nguyên lại hết cho anh em mình luôn nè ha nguyên đóng dây luôn nè anh em mình nhìn đóng dây coi là ưng ý liền rồi ha nó về anh em mình gắn vô thùng mà còn dư dây á, thì anh em mình có thể cắt ra ha đó, cắt ra để dành dây bãi Nên mình đấu nói nó nói những cái kèn hoặc là những cái trung trả lời rồi bên ngoài á, thì có những cái cọng dây bãi như thế này thì tuyệt vời mặt trời luôn ha dây này thì anh em mình mua cũng không không có dễ có đâu rồi xong thì phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu với anh em mình lại cặp lô mỹ này đi ha cặp lô mỹ 20 này để mình lo vô mình giới thiệu trước đi ha màn nè Mèn rất là đẹp ha mũi nè gân ha đó, tất cả mọi thứ đây để mình đo kích thước cho anh em mình xem thì kích thước em nói là 20,5 cm ha thì anh em mình thường hay gọi là lo hai tấc nó ha gần của nó nè rất là bóng luôn nhìn rất là đẹp nha màng lo đồ luôn ha nó đây đây chính là bộ phận con lo thì con lo được dán bằng keo xanh hai mọi người ha keo xanh nó ở đây nó có một cái chụp chống khử từ ha nó thì cặp loa này là được sản xuất tại Mỹ nha, Made in USA. Thì cặp loa này là cặp loa JBL ha. Thì anh em nào mà cần loa bass 20 thì liên hệ với mình ha. Thì giá cặp này thì lần này giá là 2 triệu đồng như người ha. Lần này giá là 2 triệu đồng nha. Anh em mình xem coi có nhu cầu thì liên hệ với mình, hình như là rẻ hơn lần trước ha nha mọi người ha. Đó, lần trước thì cách nay cũng lâu lắm rồi, cũng cả nửa năm rồi đó chứ mình nói lần trước vậy thôi chứ lâu lắm rồi. Đó ha. Rồi thì cặp này giá là 2 triệu đồng Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha Zin nguyên bản hoạt động bình thường Rồi ok nha Anh em mình ưng thì liên hệ với mình chốt hàng Đó hai số điện thoại phía dưới màn hình như 10 ha Anh em mình liên hệ không được hoặc không nhắc máy á Thì anh em mình cứ để lại giùm mình một tin nhắn nha Hoặc là nhắn qua Zalo Mình sẽ phản uh, hồi cho anh em mình sớm nhất có thể ha Thì phần tiếp theo đây thì mình sẽ uh, giới thiệu với anh em mình là cái cặp lo cặp lo diatom ha nó thì cặp này ở đó giờ mình mới về cặp đầu tiên ha nó thì cặp này chở uh, trở kháng là 6 ôm ha sản xuất tại Nhật công suất nhỏ nhất là 25w nha nó còn con này ấy, thì công suất của nó thì nó cũng tầm trăm quát ha trăm quát hơn trăm quát một lo nó thì à, đây đây chính là bộ phận à, mặt trước của em nói nha nó mặt trước của em nói nè đó ha đó thì để mình đo luôn kích thước cho anh em mình xem thì kích thước của em nói là 26 cm ha anh em mình có thùng lo hai tắc rưỡi á là bỏ vào được nha đó cái lỗ khoét tầm 23 là ok nữa ha nó 23 24 đầu là ok thôi nó màn lo ha đó, nói chung là lo thì ZIN uh, nguyên bản nha ZIN nguyên bản đây nó con kiết đồ tất cả mọi thứ ha và dưới cái nhện nó có mấy cái lỗ tản nhiệt cho con lo ha nó gông là gông ghen ha xương này xương ghen nè nó cái gông này mà anh em mình xài khi nào mà chán chề thôi á chứ cái gông này thì nó cứng rất là cứng luôn phải chắc chắn luôn ha nhìn cái thiết kế cái lo thôi á còn hơn là thiết kế một cái cái gì nữa mọi người đó ha cái lo thì bình thường người ta sản xuất bằng những cái xương mỏng là được rồi cái này chơi những cái xương gan mà nó có những cái gông như thế này nè sợ có lo nó đánh nó bị cong hay sao á rất là kinh khủng ha nó ở đây đây chính là cụ lo còn lại nha nói chung hàng bãi thì đẹp đen keng rồi à, với lại hàng mình á hàng bãi thì có đôi khi nó cũng cũ nha nó có đôi khi những cái hàng mà người ta bảo quản không tốt á hoặc là những cái nơi mà nó hay bị ẩm á thì nó vẫn xét bình thường thôi còn hàng mình đã tuyển lựa rồi thì đa phần nó sẽ đẹp ha đa phần nó sẽ đẹp nó ở đây chính là mặt lo còn lại nè nói chung là màn lo không lủng không rách ha đó con lo zin thì giá cặp này là 2 triệu hai triệu hai như mươi ha giá cặp này là hai triệu hai nha anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với mình cặp lo bát dia tông ha đường kính là 20 26 cm ha 26 cm rồi xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cái cặp tiếp theo đó mình làm tới đâu mình dẹp tới đó luôn cho nó trống với mọi người ha cho nó trống cho nên mình dễ tập trung vào cái sản phẩm mình đang giới thiệu hơn đó thì cặp này á thì anh em mà mà có theo dõi kênh của mình á thì cách đây mấy tháng nè cách đây mấy tháng mình có bán một cặp á tầm hai ba tháng gì đó nha mình có bán một cặp thì mình bán xong cặp đó rồi thì có rất là nhiều anh em mình ưng ý luôn liên hệ hỏi cặp này còn không nhưng mà mình không còn ha thì anh em mình có dặn liên hệ lại á nhưng mà cũng mấy tháng rồi chắc mình nghĩ anh em mình cũng đã không còn nhu cầu nữa đâu cho nên là mình đăng lên ha mình đăng lên anh em nào mà ưng á thì liên hệ lại để sở hữu nha đó thì lần trước cái cái cặp lần trước á nó không có đẹp bằng cặp này mọi người cái cặp lần trước cái màn của nó nó có hơi bị dính dơ gì đó ha nó dính dơ trắng trắng gì đó ha thì cặp lần này á thì nó sẽ khác nha đó cặp lần này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nói chung cặp này là đẹp len keng luôn anh em mình xem ha đó cặp này là đẹp len keng luôn nè đó ha có màn giấy và nó có những cái khứa khứa vậy nè rất là đẹp luôn nha nói chung thì hàng mình bán mình tuyển lựa hàng đẹp không à anh em mình xem ha về cái chất lượng lo và cái mức độ đẹp á thì anh em mình ưng thì liên hệ mua hàng nha. Nó còn anh em mình đừng có so sánh với những cái hàng mà nó bị hen rỉ hay là nó bị cắn, bị xấu gì đó thì những cái hàng đó giá nó rẻ hơn mấy trăm ngàn là chuyện bình thường nha đó thì anh em mình chơi hàng bãi cũng biết rồi quan trọng là cái độ lo nó còn đẹp như thế nào đó ha những cái lo như thế này thì mình anh em mình cũng biết á là cái công mình tuyển lựa rất là cực luôn và cũng rất là khó lấy hàng nha nó mình lấy hàng mình tuyển lựa hàng đẹp như thế này nè thì đầu mối bên kia người ta cũng không có uh, du vẻ lắm đâu nói thiệt luôn đó thì uh, đa phần thì ai mà gom hết á, thì bên kia người ta sẽ thích hơn còn mình thì mình tuyển lựa hàng đẹp nha để về cung cấp cho anh em mình chơi anh em mình cứ xem clip ha thấy thật sự có nhu cầu thật sự có nhu cầu thì liên hệ với mình nha đó thật sự có nhu cầu thì liên hệ với mình tại hàng mình sưu uh, tầm uh, thì cũng uh, rất là nhiều uh, mình đang rất là nhiều anh em mình cứ xem thoải mái nha xem khi nào mà ưng ý thì liên hệ với mình ha thì cặp lo này có thương hiệu của trio nè Chợ kháng 8 ôm ha sản xuất tại nhật gông là gông gan đúc nguyên khối nha đó con này thì đúc tròn ha nhìn nó uh, tròn trịa đó, ha. bộ phận con lo bên trong nói chung là hàng zin nguyên bản nha con khá là to và rất là đẹp luôn sáng giới luôn ha nó đây đó đây chính là phần màn lo nè đó đây để mình quay luôn cái chiếc bên đây cho anh em mình xem nha đó ha anh em mình xem kỹ giùm mình ha nhện đâu là tất cả mọi thứ nè anh em mình nhìn là đẹp len can luôn ha đó đây đó thì à, anh em mình nhìn kỹ á, thì nhìn xuyên thấu cái nhện á, sẽ thấy cái phần con bên trong luôn á Thì mình ở ngoài mình nhìn thấy nè, không biết qua camera điện thoại á, thì anh em mình có nhìn thấy được hay không Thì những cái hàng mình quay như thế này á, thì anh em mình nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha Tại qua camera điện thoại nè, thì nó cũng không thể nào mà nó chuẩn được ha thì đường kính của em này là 20 hơn 26 phân 1 tí ha. Còn mình đo luôn cái tay này á thì nó sẽ là hai đo luôn cái tay nó sẽ là tầm cỡ 31 cm nha. Đó, 31 cm, đo luôn cái tay nha. Còn mình đo luôn cái ở trong này thì nó hơn 26 một xíu thôi. Đó ha. Đây, cái con lo kìa, anh em mình nhìn ha ở đây nó có thiết kế một cái lớp lưới nè để mình nhìn thấy xuống cái bên trong á cho cái con nó hoạt động nè khi mà cái con hoạt động vậy nè nó sẽ thoát hơi ra cho cái tiếng lời nó ngọt ngào nhất ha nó đây con này thì tiếng bát và tiếng trung rất là mềm mại và ngọt ngào luôn ha gần zin như mọi người ha gần zin nó thì cặp này mình sẽ giữ giá cũ cho anh em mình nha thì lần trước cặp này mình bán giá là hai triệu gửi thì lần này cặp lo đẹp hơn nhưng mà mình sưu tầm được bằng cái giá lần trước ha à, lần này mình sưu tầm cao hơn lần trước một xíu nha, cao hơn lần trước một xíu nhưng mà mình vẫn giữ giá cũ cho anh em mình nha, vẫn giữ cái giá 2 triệu 500 trăm ngàn cho anh em mình ha. cặp lo bát này rất là đẹp luôn, rồi xong mình sẽ bỏ qua một bên và phần cuối cùng mình sẽ giới thiệu với anh em mình là cái cặp lo bát ba mấy nè, nó mình nãy mình đo rồi mà mình quên rồi. đây ha, Vô đây, nó, đây ha, để mình quay trước cái cái mặt lo cho anh em mình xem đi ha. đây chính là cái mặt lo bên đây nè, nó ha, gân vải dầu nha, thì mình mới vừa quét dầu cho em nói nha, nó thì cái gân nó đang mềm ra mềm như bún luôn nha cái gân nó đang trong quá trình mềm ra nha mình mới dù quét xong à nó mới dù quét xong có một xíu à đó ha gân rất là mềm thì những cái lo này về anh em mình karaoke nghe nhạc là tuyệt vời mặt trời luôn màn giấy mũ giấy nha gân là gân sống để mình đo luôn cái thước cho anh em mình xem nào thì cái thước của em nói là 30 32 cm nha 32 cm còn chiều xéo á chiều xéo là 35 cm như mười ha chiều xéo là 35 cm nó ha anh em mình xem coi có, có nhu cầu thì liên hệ với mình nó rồi ha đây rất là đẹp luôn đó đây ha tiền gan nó màn giấy sống ha mũ giấy nói chung là hàng đẹp nha hàng đẹp không lũng không ráp nha không cẩn không ốp nói chung là zin nguyên bản đẹp len can đây ha anh em mình xem nè đó mấy này nó dính mấy cái mút nè đó lấy ra cái là ok ngay đây ha gân nè nó đây màn lo nhúng nè đó ha rất là mềm đây đó thì một tí nữa gần nó sẽ mềm ra thêm ha tại mình mới vừa quét hai dầu xong nó đây rồi mình sẽ lật cái bề dưới cho anh em mình xem nó đây mình sẽ lật hai cái củ lo lên cho anh em mình xem cái mức độ đẹp của nó nha nói chung là đẹp len keng luôn đây đây nó có ghi made in da băng thì nữa nè ha thì cặp này thì có thương hiệu cũng là của dia luôn ha chợ kháng là 6 ôm ha công suất nhỏ nhất là 25 w nha sản xuất tại nhật là công suất nhỏ nhất lo nó có thể hoạt động nha còn con này thì anh em mình có con đi tầm 180W, 200W rồi là chơi tốt cặp lo này. Nó ha. Nó gông ghen nè, rất là dày và chắc chắn luôn ha. nó cộng trừ nữa có ghi ở đây nè và gân lo ha. Đây nè. Đó. nó ha. Gân lo rất là mềm. Đây mình mới vừa cho em nó một lớp dầu. Đó ha, cho gân nó mềm. Khi anh em về anh em mình chơi á, hoạt động nó tốt nhất có thể nha. Nó ở đây. Tổng thể của em nói anh em mình xem có nhu cầu thì liên hệ với mình. Thì à, giá của cái cặp lo à, đia tông bách 30 này á thì giá là 3 triệu tư nha giá 3 triệu tư anh em mình xem có nhu cầu á thì liên hệ với mình nha nói chung là tình trạng là đẹp len can và dòng dia tông này á thì anh em mình rất là chuộng luôn nè anh em mình chơi á thì đa phần á hỏi mình có lo đi gia tông hay không à thì anh em mình điện hỏi dòng đi gia tông rất là nhiều luôn ha cho nên sắp tới á những cái dòng đi gia tông nào mà đẹp đẹp á thì mình sẽ cố gắng mình gom về để mà giới thiệu và cung cấp cho anh em mình nha rồi xong thì clip của mình cũng chỉ tới đây thôi xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem clip ủng hộ mình nha rồi mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha rồi mình xin chào và hẹn gặp lại